Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đây, mình có rất là nhiều xe luôn các bạn. Mình xách nguyên một vòng tròn luôn các bạn. Nguyên một vòng tròn luôn các bạn nha. Nguyên một vòng tròn lớn luôn các bạn này. Đây. Nhìn trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một con xe. Đó là con xe này các bạn. Con xe này là con xe cuối cùng này đó. Bánh rất lớn luôn các bạn. Bên trên nó này có ba con xe này. Xe nhỏ các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra. Dạ, ngã rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho xe vào bên trong này các bạn nha. Thì xe này nó có cái cửa mở cho này các bạn. Cái này có chút dài này các bạn này. Đây mình. Đây các bạn. Bạn nhìn cái nhạc dở này lên đây. Đó. Và đây là các bạn. Là ra như này các bạn này. Đó. Bên trong không có gì cho luôn các bạn ơi. Xe tải nó rất là lớn luôn các bạn. Nhưng mà nó mất một bên gương các bạn. Bên này là tay gương của nó này. Nhưng bên này nó mất tiêu các bạn ơi. Đấy, thấy chưa. Rồi, bây giờ chúng ta không có nhìn. Bây giờ chúng ta sẽ coi nó chở được hết ba con xe này không các bạn nha. Ba con xe này các bạn. Rồi. Mình chào các bạn nha. Một con các bạn, con thứ hai nữa các bạn. Chắc không vừa đâu các bạn ha. Không vừa các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho con xe nhỏ này hơn nè, xem nó có vừa không nha. Xe cũng hỏi nhỏ hơn các bạn. Cũng vừa luôn các bạn ơi. Nó chở chỉ được một con xe tải này thôi các bạn. À, ấy chà. Không được rồi các bạn. Chạy được một con xe tải thôi các bạn. Rồi mình đóng cửa lại nha. Đóng cửa lại nè các bạn. Wow. Cho xe chạy nè các bạn. Lưu lại nè. Chạy tới nè. Rồi video của mình đến đây là hết các bạn nha. Chúng ta tạm biệt nha. Gặp lại các bạn trong những video sau nha.